phía trước mặt chúng ta đó là cây mai, cây mai giảo tấn lãm à, nên là ba lớp cánh nè. Nè, có thể đạt tới là 18 cánh nè, 18 cánh. Ba lớp à, hoa thì nó nhỏ, cỡ ba ngón tay ha. Sao người gọi là siêu bông á. Cái nụ của nó thì nó nhỏ xíu à, nói chung là cái nụ nó nhìn nó không có tròn đầy bằng cái nụ của Thủ Đức. Hoa của nó thì màu vàng sáng nha. Sáng như Thủ Đức vậy. Cánh nó thì giống như Thủ Đức luôn, cánh nhọn nha. Và hoa nó giống như hoa Thủ Đức nhưng mà nó nhiều cánh nè, 18 cánh. Khoảng là 18 cánh, hoa rất là dày hoa. Cái nút nó bên trong nè. Cái nút nó thì không có to lắm, nút nhỏ không à. Đây, nút nó nhỏ không à. Lá nó thì nó cũng mỏng à. Lá nhìn giống như lá cúc vậy. Đây, hoa này nhìn cái dũm ha. Dũm hình parabol nè. Hình parabol nè, dũm. Này, giống như nó bóp sen vậy. Nó dũm à, dũm đẹp à. Hoa rất là to. Đây, hoa rất là to. Không ba ngón tay. Dụm rất là đẹp à. Đây một cái giống mai như giảo tấn lãm á, giảo tấn lãm. Cái mai xanh của ai dính lên đọt trơn rồi bạn. Mấy cái mai xanh. Đây, giảo tấn lãm à. Mình sẽ bứt cái bông này giảo tấn lãm này đi so ra Phú Tân đâu ha. Đây. Cái hoa này cũng rất đẹp nè. Mình sẽ nhân giống cái này ra. Cái này thì nụ không có nhiều lắm, nói chung nụ nó thưa rỉnh nè. À, Tết này tính lặt cho nó có bông mà nó không có bông hoa vậy đó. Không có bông hoa đâu, chủ yếu là lấy giống thì bông đẹp mà ít bông thì nó cũng không có hay lắm. Bông đẹp mà nó thưa bông lắm. Cái giống này chắc nuôi chắc phải bấm đọt sao nó mới kích nụ nhiều á. Đây là cái bông mà đại lộc nó búp nè, nó chuẩn bị nở nè. Đây là hai ngày đó rồi. Cái màu đại lộc thì nó đậm hơn rất là nhiều á. Cái này thì màu nó vàng sáng, còn đại lộc thì màu nó đậm hơn. Đậm hơn rất là nhiều á. Đây là bông của cây mai đại lộc đây. Cây nhỏ xíu mà nó có bông à. Tuốt bên đây, đây. Đây là mai của bông đại lộc, bông mai đại lộc ha. Đấy, phía chiều cũng còn rất là đẹp nè, rất là nhiều cánh nè. Đây là mai giảo tấn lãm đây, giống như Thủ Đức mà nó nhiều cánh hơn, nó búp hình bông sen nè ha. Sen rất là đẹp. Ba lớp cánh nè. Một nè. Hai, ba lớp cánh này, mỗi lớp thì nó khoảng 6 cánh. Thì khoảng là 18 cánh nè. Đại lộc thì cái màu nó đậm hơn. Nó đậm hơn. Con này màu nó lợt hơn. Nó nở đây. Còn dưới đây nữa nè, nếu có những cây nhỏ này thì nói chung là nở một hai bông ta coi chơi nha, còn ta trồng thì chúng ta nên lặt bỏ đi để nó nở, mấy bông này nó mất sức dữ lắm. Còn trồng chơi thì cứ đỡ để đà đi, cô không sao đâu. Đại lộc ha. Còn cái búp nữa nè, mất sức dữ lắm à.
màu này chút chuẩn bị nở là rất là đậm á. Đây kiểu này nè, là cái chùm nó ra, nó búp mấy ngày nó mới bung ra. Búp tới mấy ngày nó bung ra. Búp nhìn thấy nó dễ thương lắm. Mấy ngày nó búp như thế này nè. Búp tới mấy ngày luôn. Màu nó đậm á. Cái phần bên trong đây nè, rất là đậm á. Nhiều ghê ha. Cây nhỏ xíu à, ghép nhỏ xíu xíu, bông quá trí bông luôn à. Dễ thương à. Là những hàng cây giống này 18 cánh. Là mình đem này qua so với Phú Tân á. Đại Lộc nè, Đại Lộc, Phú Tân. Đây, đây là Phú Tân nè. Phú Tân này thì nó từ 8 cánh tới là 18 cánh á. Những con nào đủ sức thì nó cũng đạt tới 18 cánh. 18 cánh, nhưng mà cánh của Phú Tân thì nó là cánh tròn. Cánh nó to, nó tròn. Này là cánh nó nhọn à, còn Phú Tân là cánh nó tròn. Ngắt con Phú Tân bên đây nè. Phú Tân thì màu nó đậm hơn. Phú Tân thì màu giống như màu Đại Lộc vậy ha. Cánh nó tròn, rất là dễ thương. Màu nó đậm như màu Đại Lộc vậy. Mỗi hoa nó có nét ha. Cái nào nó cũng thơm hết á. Phú Tân nó nở tới hiện tại mình ngửi nó vẫn còn cái mùi thơm á, vẫn còn cái mùi thơm á. Đây là lọc đây. Nhiều cánh. Đây là Phú Tân, màu đậm á. Cánh tròn. Đây là giảo Tân Châu. À, Tân Lãm á. Cái này thì mình mới nhân giống ra được vài chục cây à, chưa có khoảng chừng 2 tháng sau nó mới mạnh à. Đây còn những cái thằng mà Đại Lộc à, Đại Lộc với lại Phú Tân này thì ở vườn có giống nhiều, anh em có thể tới vườn mình có thể giao lưu những mắt ghép à. Cánh vườn này thì mình cắt cho, ở xa thì anh em có thể mua những cây giống à. Đây, cây giống này thì những cái cây mà Đại Lộc này đây, thì cái này Đại Lộc này thì ghép khoảng hơn 1 năm á, 1 năm. Cái gốc nó thì bự, chắc nhỏ hơn tay cái một chút, còn tay út bự hơn tay út ha.
ghép nó liền cốt rồi, liền cốt rồi. Những cây này nha, đây. Những cây này đây nó hoa rất là nhiều, nó liền cốt hết rồi. Đây tàn nó cũng lùm xùm đây đấy. Cái này giá là 150.000 á, 150.000. Và Phú Tân đâu, như Phú Tân nhỏ hơn à, đây là một cặp là 150.000. Ở phía dưới video mình đã số điện thoại, điện thoại anh em có thể kết nối Zalo. Trước khi mà mua hàng á ha, trước khi mà mua hàng anh em vui lòng xem mẫu trước nha. Đây, tại vì những hàng cây giống này thì ở vườn nó chú bán là để làm giống thôi, chứ không phải là hàng cây chân Tết á, cây chân Tết, nên có một số anh em thì dễ tính thì mua về lấy giống thì không sao ha, tại vì nó hàng cây giống thì nó không có to lắm. Còn hàng cây chân Tết mà vừa lấy giống thì nó to hơn bên đây nha, thì giá nó cao hơn. Đây là khoảng 300.000, 350.000 ha. Đây, anh em vui lòng mà kết nối Zalo hoặc là Facebook để xem mẫu trước nha. Ở đây số lượng mình còn khoảng ít, khoảng chừng 2-3.000 cây chứ không có nhiều. Đây, 2-3.000 cây thế này thôi. Đây, phục vụ cho anh em, anh em có thể dùng cái này trồng xuống đất cũng được, trồng xuống đất cũng được, nó sẽ rất là nhanh lớn rất là nhanh lớn. Nè, như hàng cây này chúng ta có thể trồng xuống đất nè, nó rất là nhanh lớn nè. Cái này thì nó chưa có khỏe lắm, cái này thì mình chưa có xuất bán ra ha. Những cây mà nó khỏe hơn mình mới xuất bán thôi. Đấy, những cây mà nó khỏe hơn, khỏe hơn, cứng cáp hơn. À, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nha. Đây là những cái mặt hoa ha, hoa tấn lãm, hoa đại lộc và mai giảo Phú Tân ha, giảo Phú Tân. Mỗi hoa nó có một nét riêng á, thằng nào nó cũng đẹp hết.